Này Di Lặc, nếu tất cả chúng sanh siêng tu tinh tấn đều như người ấy, đem sự tinh tấn chung ấy muốn so với sự tinh tấn của Bồ Tát, thì trăm ngàn muôn ức phần chẳng bằng một, cho đến vô số phần cũng chẳng bằng một. Tại sao? Vì chúng sanh thuận dòng sanh tử, còn Bồ Tát nghịch dòng sanh tử, khiến chúng sanh an trụ nơi niết bàn bất động. Này Di Lặc, ví như có người dũng mãnh đại lực hơn lực sĩ trước, người này lấy hết nước bốn đại hải và các sông đem về để vào ao A Nậu Đà, người này làm việc ấy có là hy hữu chăng? Bạch Đức Thế Tôn: rất hy hữu. Này Di Lặc, Bồ Tát tinh tấn làm việc khó rất hy hữu còn hơn kia nhiều. Bồ Tát dùng tâm đại bi quá độ tất cả chúng sanh, khiến an trụ vô thượng bồ đề, việc đây là khó. Người hay tin được Phật pháp và tăng, việc đây là khó. Người hay tin nghiệp quả thiện ác, việc đây là khó. Lúc tham sân si phát khởi, hay làm cho việc dứt, việc đây là khó. Hay rời thân thuộc phát tâm thiểu dục cầu xuất gia, đi đến bảy bước, việc đây là khó. Thân mặc ca sa trong chánh pháp chánh tính xuất gia, rời lìa lửa dục, việc đây là khó. Chẳng phạm cấm giới, việc đây là khó. Hay rời ồn ào tu hành diễn ly, việc đây là khó. Tin các pháp không, việc đây là khó. Ở trong thâm pháp được du thuận nhẫn, việc đây là khó. Chứng ba môn giải thoát, việc đây là khó. Chứng quả tu đà hoàng đến quả a la hán, việc đây là khó. Tại sao? Vì gọi là việc khó là ở trong chánh pháp chánh tính xuất gia được quả sa môn. Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau, có các chúng sanh phát tâm bồ đề ở trong chánh pháp xuất gia học đạo luống không chỗ được, họ bỏ sự nghiệp bồ tát mà lập việc phàm phu. Những gì là sự nghiệp bồ tát? Này Di Lặc, sự nghiệp bồ tát có 20 pháp. Nếu bồ tát chẳng thành tựu 20 pháp ấy thì chẳng ngồi được nơi đạo tràng. Đây là 20 pháp. 1 là rời lòng san lẫn, 2 là tu bố thí, 3 rời nhiệt não, 4 là tu tịnh giới, 5 là rời sân hận, 6 là tu nhẫn dục, 7 là rời giải đãi, 8 là đại tinh tấn, 9 là rời loạn tâm, 10 là niệm huệ tu vô ý định, 11 là tu thậm thâm nhẫn, 12 là đầy đủ bát nhã ba la mật, 13 là hành không hành, 14 là hành vô tướng hành, 15 là hành vô nguyện hành, 16 là thành cảnh giới vô nguyện, 17 là chẳng bỏ tất cả chúng sanh, 18 là tu hành đại bi, 19 là chẳng nhớ tưởng nhị thừa thanh văn duyên giác, 20 là tâm thức thành tựu Như Lai trí huệ. Bồ Tát thành tựu 20 công nghiệp này thì có thể ngồi đạo tràng. Này Di Lặc, đại Bồ Tát lại có 4 thứ tất định thệ. 1 là thệ tất định thành Phật chuyển pháp luân, 2 là thệ làm cho chúng sanh sanh tử được giải thoát, 3 là thệ làm cho vô lượng chúng sanh an trụ vô thượng bồ đề, 4 là xả bỏ sự vui tự thân làm cho chúng sanh được vui vô lậu. Này Di Lặc, ví như hai người biết giỏi y phương, giỏi chú thuật, biết rành độc dược, biết rành cam lộ. Bây giờ một người ở trong đại chúng lấy độc dược tự ăn để hiện tướng hy hữu, ăn độc rồi đau khổ chẳng an, lại tìm cam lộ chú thực mong trừ độc khí, nhưng tìm mãi chẳng được cam lộ, bị độc khí quá thành nên chết. Người thứ hai nói rằng: tôi chẳng thể ăn được độc dược, vì chẳng ăn độc dược nên chẳng cần cam lộ, chẳng muốn ở giữa chúng làm tướng hy hữu, để rồi thân phải khổ não. Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau, có các bồ tát tại gia xuất gia nói rằng: như chỗ tôi thuyết pháp hay trừ được các tội, nói như vậy xong họ trở lại tập hợp ác nghiệp, rồi nói tôi lại sám hối. Phật bảo người ấy gọi là tử nhân trong chánh pháp. Sao gọi là tử? Vì ở nơi chánh pháp họ đọa lạc hư mất vậy. Lại có bồ tát tâm thanh tịnh nói rằng: tôi chẳng phạm tội, chẳng cần sám hối, tôi sẽ sám hối tội nghiệp quá khứ và vị lai, còn hiện tại thì chẳng phạm. Cũng như người chẳng ăn độc dược, chẳng cần cam lộ. Này Di Lặc, nói là độc dược là ở trong chánh pháp mà phạm giới luật, các ông chớ làm người ăn độc. Này Di Lặc, lại có 4 pháp khiến Bồ Tát rời lìa nhất thiết trí, còn địa quả thanh văn huống là nhất thiết trí. 1 là chẳng biết ơn, 2 là xiểm khúc, 3 là vọng ngữ, 4 là phạm giới. Lại có 4 pháp mà Bồ Tát phải gấp xa rời quá trăm do tuần. 1 là lợi dưỡng,
2 là ác hữu, 3 là ác chúng, 4 là đồng tại một chỗ cười cợt hay sân hận đấu tranh. Bồ Tát chẳng nên có ác tâm với các Bồ Tát khác. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát đánh mắng, chặt chém tất cả chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Bồ Tát này có mắc tội nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đánh một chúng sanh còn mắc tội nhiều, huống là cả chúng sanh trong Đại Thiên Thế Giới. Bạch Đức Thế Tôn, đối với chúng sanh, Bồ Tát chẳng nên sanh khởi lòng sân hại. Này Di Lặc, tội ấy còn ít hơn Bồ Tát sân hận với Bồ Tát khác, lại phải thối thất Bồ Đề nhiều kiếp. Ví như trụ gỗ, nếu dùng cỏ hay đất thì chẳng chặt đứt được, phải dùng búa bén. Cũng vậy, thiện căn của Bồ Tát, những tội khác không làm mất hết được. Duy sanh lòng sân hận với Bồ Tát khác thì có thể dứt diệt các thiện căn. Vì thế nên học cung kính đối với hạng Bồ Tát sơ phát tâm, phải tôn trọng xem họ như Phật. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi phải tu hành tôn trọng cung kính tất cả chúng sanh, huống là đối với Bồ Tát. Tại sao? Vì Bồ Tát phải bỏ giận hại mà hành nhẫn nhục, phải rời xiểm khúc mà hành tâm thanh tịnh, phải xa rời hữu vi mà hành công hạnh vô thủ vô ngã, phải chẳng quý của báo mà trọng pháp hạnh, nên chẳng cầu y thực mà cầu pháp tài, phải rời tật đố khi thấy người giàu lớn nên hoan hỷ tán trợ, chẳng phải vì cầu danh mà làm sa môn, phải học công đức của sa môn, chẳng phải nói suông mà nên tu thiệt hành, bỏ lợi dưỡng thiểu dục tri túc để cầu Phật công đức, chẳng vì lợi lộc mà vào tụ lạc niệm tưởng nhất thiết ký khi vào tụ lạc, chẳng vì áo cơm mà vào tụ lạc làm sự xiểm khúc, phải làm chánh hành tán thán bốn thánh chủng, chẳng học theo tâm phàm phu hạ liệt mà nên học Phật hành, chẳng ngó lỗi người chỉ nên tự điều phục, tu samatha và tỳ bát xá na, rời sự ác nơi ba nghiệp mà thường tu hạnh thanh tịnh nơi ba nghiệp, rời sự phá giới nên học ba la đề mộc xoa, chẳng y tựa Phật pháp và tăng để tự nuôi sống, thường tán thán công đức chân thiệt của Như Lai, chẳng vì cầu bố thí mà vì cầu chánh pháp, thường tán thán chánh pháp, tu tập đúng như chánh pháp, tán thán thánh tăng y tựa bất thối tăng, chẳng y tựa tăng hữu di thế gian, chẳng cầu tất cả vật dụng thế gian mà chỉ cầu chánh pháp, chẳng cầu thế sự mà chỉ cầu pháp xuất thế, rời xiểm khúc hành công hành chân thiệt, chẳng thích ở mãi một chỗ mà phải như đai rừng, chẳng ở chỗ nhất định, rời sự vui sướng thế gian mà cầu công đức của Phật, nên rời ngủ nghỉ đầu hôm cuối đêm đọc tụng kinh điển, xa bỏ ồn não thường hành diễn ly, với các công đức chẳng có ý tưởng chán nhàm, cầu các công đức lòng chẳng tạm thôi, phải rời cẩu pháp mà làm pháp sư tử hống, làm bạn cứu cánh chẳng làm bạn giả tạm, bỏ thói vô ơn mà thường làm việc báo ơn, chẳng vì tài lợi mà làm thân hữu nên dùng tịnh tâm mà làm thân hữu, bỏ tâm hư dối mà làm hạnh chân thiệt, bỏ pháp hạ liệt nên cầu thành tựu chân thân Phật, với chư Như Lai nên phải cung kính chẳng sanh kiêu mạn, bỏ lời lưỡng thiệt lòng miệng trái nhau nên nói lời thành thiệt vô nhị, chẳng làm Bồ Tát mà lại xiểm khúc nên dùng tình tâm thực hành chỉ quán, bỏ tánh ngã mạn nên phải cung kính, rời bất tịnh thực nên trì tình giới, ăn dùng của người dân thí phải bỏ tà niệm mà niệm pháp chư Phật, rời kiến chấp ngã nhân mà tu không hành, rời vọng giác quán mà tu vô tướng hành, rời thân xiểm khúc mà tu hạnh thanh tịnh, nơi ba nghiệp chẳng cầu tài lợi mà diễn thuyết pháp, dùng tâm đại bi mà thuyết chánh pháp, chẳng vì tài vật mà làm thân hữu mà vì pháp làm thân hữu, chẳng vì tự lợi mà vì lợi tha khiến chẳng tổn hại, hành hạnh tịch tỉnh rời xiểm khúc, chẳng làm xiểm khúc mà đi khất thực, chẳng làm xiểm khúc mà mặc y phấn tảo. Tại sao? Vì người đủ 12 hạnh đầu đà là người chẳng cầu tất cả lợi dưỡng thế gian vậy. Đức Thế Tôn khen Di Lặc Bồ Tát: Lành thai, lành thai, này Di Lặc, ông cầu Phật công đức lòng không chán đủ mà làm sư tử hống, ông đã trồng các thiện căn chư Phật quá khứ nên nói được pháp ấy, nói được công đức ấy. Lúc Di Lặc Đại Bồ Tát nói pháp như vậy, trong chúng có 500 tỳ kheo đứng dậy bỏ đi. Tôn giả Mahakajip hỏi chư tỳ kheo ấy: Đưa nghe thuyết pháp, chư tỳ kheo muốn đi đâu? Chư tỳ kheo ấy đáp rằng: Bạch Đại Đức Ca Diếp, như Di Lặc Bồ Tát nói pháp ấy rất sâu khó được, chúng tôi tự nghĩ chẳng tu được pháp ấy mà muốn về hoàng tục. Tại sao?
vì của tín thí khó tiêu vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khen chư tỳ kheo ấy: lành thai, lành thai. Này các thiện nam tử, đó là chỗ các ông nên làm. Nếu tự xét chẳng tiêu được của tín thí, thì nên một ngày hoàn tục trăm lần, mà chẳng nên phá giới rồi thọ người dân thí. Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, những người nào nên thọ tín thí? Đức Phật phán: này Văn Thù, nếu là người tu thiền giải thoát, Phật cho phép người này thọ tín thí. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với 500 tỳ kheo ấy: này các ông phải mau tu hành, Phật ra đời khó gặp, phải an trụ trong Phật pháp. 500 tỳ kheo ấy bạch rằng: bạch Văn Thù Sư Lợi, chúng tôi phải tu hành thế nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: này chư thiện nam tử, các ông nên quan sát như vậy: không một pháp hiệp, không một pháp tan, không một pháp sanh, không một pháp diệt, chẳng thọ một pháp, chẳng xả một pháp, chẳng tăng một pháp, chẳng giảm một pháp. Tu hành như vậy thì ở nơi các pháp vô sở đắc, vì vô sở đắc nên không có khứ, vì không khứ nên không có lai, vì không lai nên không có trụ. Đấy gọi là vô lai, vô khứ, vô trụ, vô bất trụ vậy. Lúc Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói pháp ấy, 500 tỳ kheo ở trong các lậu tâm được giải thoát. Tôn giả Mahakajip bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, đời vị lai 500 năm sau, những Bồ Tát nào hành xiểm khúc? Đức Phật nói: này Ca Diếp, có rất đông người hành xiểm khúc, gần ác hữu, ít đọc tụng kinh điển, chỉ cầu y thực. Lành thay Đức Thế Tôn, xin vì lợi ích cho nhiều người mà nói lỗi của Bồ Tát xiểm khúc chẳng siêng tu hành ấy, khiến Bồ Tát ấy nghe Phật nói lỗi ấy rồi tự giếp tâm hành cho được thanh tịnh. Này Ca Diếp, đời vị lai 500 năm sau, có các Bồ Tát gần ác hữu, ít đọc kinh điển, chỉ làm công việc cúng dường xá lợi, dùng hương hoa anh lạc, phan lộng, đèn sáng cúng dường tháp miếu thờ xá lợi của Như Lai. Này Ca Diếp, Phật vì người tại gia vô trí, khiến họ trồng căn lành mà nói cúng dường xá lợi. Các người ngu ấy chẳng hiểu ý Phật mà chỉ làm công việc đó. Này Ca Diếp, Phật ở trong chúng trời người thường nói pháp Tu Sa Ma Tha và Tỳ Bát Xá Na để tự điều phục. Trong đời sẽ có hàng Bà La Môn cư sĩ chánh tín ưa thích cúng dường xá lợi. Này Ca Diếp, các người ngu ấy bỏ việc đồng tụng kinh điển, tu thiền trí huệ mà chỉ cúng dường xá lợi để nuôi sống. Này Ca Diếp, nếu có Bồ Tát đem hương hoa đèn sáng đầy cõi đại thiên, chất cao đến phạm thiên, tim đèn như núi Tu Di để cúng dường Như Lai, lại có Bồ Tát tịnh tâm trì giới nơi tôn sư học tập thọ trì, đọc tụng bốn câu kệ tịnh tâm tu hành cho đến bảy bước, được công đức hơn trên vô lượng vô biên. Này Ca Diếp, nếu có Bồ Tát đem hoa hương đèn sáng đầy cõi đại thiên, ngày đêm sáu thời cúng dường Như Lai suốt trăm ngàn năm, lại có Bồ Tát bỏ đời ồn ào, rất sợ ba cõi, vì lợi ích chúng sanh mà phát tâm xu hướng nơi tịch tỉnh, cất chân bảy bước, được công đức hơn trên vô lượng vô biên. Này Ca Diếp, theo ý ông nghĩ thế nào? Vì quá độ chúng sanh mà Như Lai nói như thế chăng? Ông chớ quan niệm như vậy, nên biết Đức Như Lai nói đúng thiệt, vì Như Lai hiện thấy biết rõ. Này Ca Diếp, thuở quá khứ vô lượng vô biên, bất tư nghị vô số kiếp, bấy giờ có Phật hiệu Diệu Hoa Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, kiếp ấy cũng tên Diệu Hoa. Này Ca Diếp, Diệu Hoa Như Lai có 96 ức trăm ngàn thanh văn đại chúng. Đương thời có Chuyển Luân Thánh Vương tên Ni Di trị nước đúng pháp, chủ bốn thiên hạ, đủ ngàn con trai dũng kiện quái mãnh. Sau đó lại có hai con trai bỗng nhiên quá sanh ngồi kiết già, tên Đạt Ma và Thiện Pháp. Vua Ni Di thỉnh cầu Phật Diệu Hoa và Tỳ Kheo Tăng mãn 84,000 năm thọ tứ sự cúng dường. Vua bỏ việc nhà chỉ lo sắm đồ cúng dường, cứ sau 7 ngày đều dâng y mới cho tất cả tỳ kheo, các thứ uống ăn tùy theo sở thích. Vua xây tinh xá nhiều rộng tùy ý thích mà ở. Mỗi tỳ kheo vua cấp 7 người hầu dâng trăm thứ thực phẩm. Vua Đi Di tạo tinh xá vuông 80 do tuần, tô vẽ di diệu hơn cả thế gian. Đức Diệu Hoa Như Lai và tỳ kheo tăng an trụ trong tinh xá ấy, từ dưới đất mọc các thứ hoa thơm đẹp, khiến toàn tinh xá ấy hoa ngập đến gối. Vua Ni Di ở nơi tinh xá công đức bất tư nghị ấy, cung kính cúng dường Đức Diệu Hoa Như Lai mãn 84,000 năm.
Ngày tối hậu, sau khi Đức Diệu Hoa Như Lai thọ trai xong, hai viên tử Đạt Ma và Thiện Pháp cùng quyến thuộc và tứ chúng đến lễ chư Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn có thiện căn công đức nào hơn thiện căn công đức cúng dường của Đại Dương Ni Di này chăng? Lúc hai viên tử lễ chư Phật, cả đại thiên thế giới đều chấn động. Đệ tử thị giả của Phật tên Thông Đạt Pháp đảnh lễ bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, duyên cớ gì đại địa chấn động? Do nhân duyên gì hai viên tử đây lễ Phật rồi quỳ yên? Đức Diệu Hoa Như Lai nói với thị giả Thông Đạt Pháp: Này thiện nam tử, chẳng nên hỏi điều ấy. Nếu Như Lai nói hai viên tử ấy tâm thanh tịnh, tâm thâm nhẫn đại bi lễ chư Như Lai, thì tất cả trời người sẽ đều mê mất. Đức Diệu Hoa Như Lai bảo đệ tử Thanh Văn Thần Thông đệ nhất tên là Na La Diên rằng: Này thiện nam tử, ông hiển thị thần lực đỡ hai viên tử ấy dậy. Na La Diên tỳ kheo tuân lệnh Phật đứng dậy, đến dùng tay hữu nắm một đồng tử, lại dùng cả tay tả nắm một đồng tử muốn đỡ đứng dậy mà mãi không động, cho đến dùng tận đại thần lực cũng chẳng lay động được một phần sợi lông. Bấy giờ do thần lực của Na La Diên, cả tam thiên đại thiên thế giới đại địa đều chấn động, núi sông đều lay chuyển mà chẳng làm động được hai viên tử ấy. Na La Diên lại nhờ thần lực của Đức Phật Diệu Hoa khiến hằng hà sa thế giới ở hạ phương đều chấn động mà chẳng làm động được một phần sợi lông của hai viên tử ấy. Tỳ kheo Na La Diên lễ Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng tôi đã mất sức thần thông? Vì hai viên tử này còn là đồng tử chưa được bao nhiêu tuổi, nay mộp lại trước Phật mà tôi dùng hết sức thần thông chẳng đỡ dậy nổi. Đức Diệu Hoa Như Lai nói: Này Na La Diên, ông chẳng mất thần thông, cảnh giới của Bồ Tát bất tư nghị, tất cả thanh văn và duyên giác chẳng làm lay động được, chẳng suy lường được. Này Na La Diên, giả sử tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều có đủ sức thần thông như ông, mãi đến ức kiếp cũng chẳng đỡ nổi hai đồng tử này khiến họ đứng dậy. Lúc Phật Diệu Hoa nói lời trên đây, trong đại chúng có 420 vạn chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. Các chúng sanh ấy nghĩ rằng thần lực của Bồ Tát rất hy hữu, chưa được nhất thiết ký mà có thần lực như vậy. Thần lực của đại thanh văn không làm lay động được, huống là lúc thành Phật đạo. Vì thế chúng ta phải hành đạo Bồ Tát, thệ chứng Như Lai vô thượng trí huệ. Bấy giờ 420 vạn chúng sanh suy nghĩ như vậy, rồi tâm họ an trụ vững chắc nơi vô thượng bồ đề. Trong đại chúng ấy có một Bồ Tát tên Thượng Huệ lễ Phật Diệu Hoa rồi bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật làm cho hai đồng tử này dậy. Những chỗ họ bạch hỏi xin Đức Phật giải đáp. Đức Phật Diệu Hoa liền từ trong hư không phát ra âm thanh lớn vang khắp hằng hà sa thế giới của chư Phật mười phương. Tất cả thế giới được âm thanh ấy vang đến đều chấn động sáu cách. Đức Phật Diệu Hoa lại phóng quang minh lớn chiếu khắp mười phương. Nghe âm thanh của Phật, hai viên tử đứng dậy. Lúc hai đồng tử đứng dậy, khắp đại thiên thế giới các kỹ nhạc của nhân thiên chẳng đánh từ kêu. Trong hư không mưa hoa đẹp, hai viên tử diệu Phật ba vòng đảnh lễ chư Phật rồi cung kính chắp tay chiêm ngưỡng Đức Diệu Hoa Như Lai. Đức Diệu Hoa Như Lai bảo thiện thệ Bồ Tát: Này thiện nam tử, hai viên tử này lễ chư ta rồi hỏi như vậy, còn có sự bố thí nào được thiện căn công đức hơn công đức thiện căn của vua Ni Di? Hai viên tử bạch hỏi ta vậy rồi cúi mọp yên lặng. Thiện Huệ Bồ Tát bạch Phật Diệu Hoa: Nguyện Đức Thế Tôn giải nói chỗ hỏi của hai viên tử để cho hàng trời người được an lạc. Đức Diệu Hoa Như Lai nói: Này Thiện Huệ, nay ông lắng nghe sẽ vì ông mà nói. Này Thiện Huệ, nếu có Bồ Tát an trụ tịch tỉnh, thực hành hạnh diễn đi, ít biết các pháp được vô sanh nhẫn, thì công đức hơn công đức của vua Ni Di đã làm vô lượng vô biên. Này Thiện Huệ, nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới, mọi chúng sanh đều tạo công đức như vua Ni Di, bao nhiêu công đức của tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới ấy cũng chẳng bằng công đức của Bồ Tát tu hành diễn ly, an trụ tâm thanh tịnh, chánh niệm tương ưng, tỏ ngộ các pháp không, không khứ, không lai. Chút ít công đức của trí nhẫn này hơn công đức trước cả ngàn vạn ức phần cho đến cả toán số Phật. Này Thiện Huệ, như tất cả chúng sanh trong hằng hà sa thế giới đều làm phước đức như vua Ni Di, các chúng sanh ấy tạo phước đức mãn hằng hà sa kiếp, ông nghĩ thế nào? Công đức này có nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói ví dụ chẳng thể nghĩ bàn.
công đức thiện căn như vậy bất tư nghị. Này Thiện Huệ, nay ta bảo ông, người có trí huệ thành tựu thâm nhẫn thì có thể tin lời Phật nói. Bao nhiêu thiện căn công đức của tất cả chúng sanh ấy tập hợp chẳng bằng thiện căn của hai viên tử này dùng tâm thanh tịnh lễ chư Phật, cho đến chẳng bằng một phần toán số thí dụ. Bây giờ trong đại chúng của Đức Phật Diệu Hoa có 84.000 tỳ kheo đồng thanh phát ngôn: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi tùy hỷ công đức của người ấy thành tựu thâm pháp, nhẫn tin các pháp không, tâm ưa diễn ly, xu hướng tịch tỉnh, cất chân bảy bước phá tâm vô thượng bồ đề, thành tựu trí huệ, chúng tôi đều tùy hỷ. Đức Phật Diệu Hoa tán thán chư tỳ kheo: Lành thay, lành thay, này chư tỳ kheo, các ông do thiện căn tùy hỷ bất tư nghị này sẽ làm chuyển luân thánh dương hằng hà xa đời, sau đó sẽ thành đạo vô thượng bồ đề. Bây giờ tôn giả Ma Ha Ca Diếp cùng hàng đại chúng đồng thanh bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi tùy hỷ người ấy phát tâm thành thựu thâm nhẫn, tin các pháp không, diễn ly tịch diệt từ tánh thanh tịnh. Đức Phật bảo tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Thuở ấy Dương Tử Đạt Ma bạch Đức Phật Diệu Hoa: Bạch Đức Thế Tôn, có đủ những pháp gì mà Bồ Tát Bố Thí chẳng mong báo đáp, chẳng sinh lòng tật đố, tâm chẳng sang lẫn tham trước, hy vọng hoàn thành công hạnh vô thượng của Như Lai, được thâm pháp nhẫn thành vô thượng trí? Đức Diệu Hoa Như Lai nói: Này thiện nam tử, Bồ Tát có đủ bốn pháp thì được như chỗ ông nói. Một là tin các pháp không, hai là diễn ly, ba là thâm nhẫn, bốn là chánh niệm. Bồ Tát có đủ bốn pháp này thì bố thí chẳng mong báo, lòng chẳng tật đố, chẳng sang lẫn tham trước hy vọng, được thành tựu hạnh Như Lai vô thượng, thành nên thâm nhẫn đủ trí vô thượng. Lại có bốn pháp, Bồ Tát nếu đủ bốn pháp này thì được viên mãn trí vô thượng. Đó là Bồ Tát cầu đa văn, được đa văn rồi, vào các tụ lạc thành ấp thuyết pháp, không hề hy vọng, cho đến chẳng nhận một câu khen hay, lòng không hề tham muốn. Trong tất cả hạnh bố thí của chư Phật, dạy pháp thí là đệ nhất. Bồ Tát an trụ đệ nhất bố thí, lòng vui mừng, chẳng cầu bố thí tài vật thế gian. Tại sao? Này thiện nam tử, trong vô số A Tăng Kỳ thế giới mười phương, chư Phật Như Lai và tỳ kheo tăng chẳng thiếu đồ dùng thế gian. Nếu có Bồ Tát giữ giới thanh tịnh, tu tập chánh pháp, có tâm đại bi, chẳng cầu lợi dưỡng, thì được tất cả chư Phật ghi nhớ. Nếu có Bồ Tát hay nói bốn câu kệ, nói văn tự của bài kệ đều tự tánh không, tất cả các pháp cũng tự tánh không, Bồ Tát này được thiện căn công đức hơn thiện căn công đức trước trăm ngàn vạn ức phần, cho đến A Tăng Kỳ phần